Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là Chi vào bếp làm món ăn tối cho hai vợ chồng ha. Bây giờ là ông xã chưa đi làm về. Thì hôm nay là ngày nghỉ của mình cho nên là mình ở nhà mình sẽ làm những món ăn mà để mà hai vợ chồng sẽ có bữa tối ăn cùng với nhau. Thì hôm nay là cái món ăn của Chi á, là Chi sẽ làm. Món này nó hơi lạ chút ha, nhưng mà nó cũng rất là dễ làm, đơn giản lắm các bạn. Các bạn có thể thực hiện theo cái cách của Chi ha. Thì mình sẽ làm món cá hồi gối giấy bạc và nướng bằng cái bếp oven của mình ha. Thì cái nguyên liệu ngày hôm nay của Chi á là sẽ có cá hồi đây các bạn, hai miếng cá hồi ha. Đó, bữa Chi mua ở Costco đó. Và đây á là nguyên liệu mà Chi sẽ bỏ vào trong cái giấy bạc để Chi gói, là nấm ha, và ớt chuông xanh và ớt chuông đỏ ha, ớt xanh và ớt đỏ, và củ hành trắng và bơ ha các bạn, bơ cây nè, mình cắt khoảng phân nửa này thôi ha, bỏ vào trong cái đó, trong cái gói cá ha. Và dầu hào các bạn, Chi sử dụng dầu hào ha, một ít bột nêm, bột tỏi và chanh và tiêu đó. Rồi bây giờ Chi sẽ thực hiện cái món cá này ha. Thì thật sự ra là cái này rất là dễ làm, các bạn chỉ cần bỏ hết cái nguyên liệu vào trong cái giấy bạc, xong mình gói, xong rồi mình bỏ vào mình nướng là xong thôi, rất là đơn giản. Chi thì Chi cũng thích ăn cá lắm, nói chung hải sản với cá thì hai vợ chồng Chi đều thích, còn thịt á thì thỉnh thoảng thì sẽ đổi món thôi đó. Thì Chi dự định là sẽ bonus thêm hai cái bông atiso nè, hấp lên cho hai vợ chồng chấm bơ ăn nè đó. Thì đây là bonus thôi. Thì bữa ăn hôm nay là ăn cái này là chấm với bơ ha, rồi cá hồi nướng giấy bạc, đó là món ăn tối hôm nay của Chi và ông xã Chi. Thì các bạn thấy hai bông atiso của Chi đẹp không? Mua trong chợ Kroger đó, bữa mua hình như là 3 đồng mấy một bông á. Thì tùy theo các bạn, ở chợ Việt Nam á có khi nó rẻ lắm, có khi ở chợ Việt Nam một bông mua có 1 đồng mấy à, ở chợ Mỹ thì nó sẽ mắc hơn. Nhưng mà đợt này bớ đi chợ Kroger á, thấy nó ngon mà nó hơi mắc chút xíu, nhưng mà thôi kệ, mua về ăn ha, là hai cái bông này hai vợ chồng ăn với lại một phần cá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm nha các bạn. Rồi bây giờ là bắt đầu cái công đoạn mình làm. Trước tiên là mình sẽ ướp cá nè các bạn. Thì cá đó thì Chi sẽ ướp với một chút mình sẽ ướp cho các bạn xem ha. Thì ở đây là mình sẽ ướp vào một tí bột tỏi nè, trước tiên là bột tỏi ha. Chi rắc lên trên cái mình cá nè, các bạn thấy ha, bột tỏi nha. Đó, mình ướp hai mặt nha các bạn. Tiêu và một ít bột nêm gà đó các bạn ha. Và mình ướp hai mặt cho nó thấm một chút. Rồi bắt đầu khi mà mình chuẩn bị nướng á, thì mình bỏ vào cái lò, khi mà mình mở cái bếp lò cho nó nóng lên rồi thì bắt đầu mình bỏ cá vào mình gói á, thì nó đã thấm một chút xíu rồi các bạn, thì nó sẽ ngon hơn ha. Đó, bây giờ mình trở lại cái mặt bên này, mình cũng ướp tương tự bột tỏi. Chi là Chi hay làm bột tỏi, Chi thích làm bột tỏi lắm. Cái hũ này nó gần hết rồi cho nên là phải chắc bột tỏi nè, tiêu nè, bột nêm nè, mình ướp hai mặt cho nó thấm gia vị, rồi mình cứ để đó ha các bạn, ướp khoảng chừng nửa tiếng cho nó thấm đi, rồi bắt đầu mình bắt lên mình nướng. Rồi bây giờ khi mình ướp, mình để cái này qua một bên, rồi mình sơ chế mấy cái phần mà gia vị để mà mình bỏ vào kèm với lại cái món nướng này ha các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ mình tạm thời mình để đi hai mặt này ha, để qua một bên, rồi bắt đầu mình sẽ cắt cái này các bạn. Thì đây là ớt nè ha, nấm nè, thì mình sẽ cắt nấm theo lát mỏng mỏng ra, ăn lạ mỏng mỏng ra như vậy ha các bạn. Chị sẽ làm cho các bạn xem nha. Đó, mình cắt nấm mỏng mỏng ra như vậy để lát mình bỏ vào. Nấm này nó ngọt lắm các bạn, mình thích ăn cái nấm này, cái mình cắt lạng lạng mỏng mỏng ra như vậy nè, cái bắt đầu mình xào lên, xào trên cái lửa nóng á, nhanh tay xào lên, bỏ chút xíu dầu hào, chút xíu bột nêm vô, rồi xong phát xuống ngọt vô cùng luôn các bạn. Đó,
mình cứ để sẵn như vậy, xong bắt đầu lát cái mình cuốn vào trong cái dây giấy bạc á, mình gói mình để trên cá đó để mà mình nướng ha. Nấm nhiều thì nó ngon, mình thích ăn nấm thì nó ngọt lắm, mà nấm nó cũng tốt cho sức khỏe nữa các bạn. Rồi nấm rồi, bắt đầu tiếp theo là mình sẽ cắt củ hành với lại ớt nha. Củ hành á thì mình cũng cắt sợi sợi ra các bạn, cắt mỏng mỏng sợi sợi ra nha. Đó, cắt mỏng sợi sợi ra. Củ hành được rồi, thêm một miếng đi, hết này luôn. Củ hành nhiều cho nó ngọt chứ không có gì hết. Rồi cái này á thì mình cũng cắt sợi sợi ra các bạn ha, ớt chuông này mình cũng cắt sợi sợi ra. Đó, tất cả các cá mình cắt sẵn ra hết rồi, khi mà mình nướng thì mình bắt lên mình gói mình nướng thôi nha. Mới chừng khoảng 2 miếng cá này thì có thể là không tới 1 pound đâu các bạn. Mình lấy một miếng như vậy là mỗi cái miếng miếng vậy nè, mình bỏ vào. Chi thì mỗi lần mà chị làm gì mà có mấy cái đồ la ghim này nè, thì chị thích ăn mấy cái này hơn là ăn cá hơn thịt. Làm xong cái bắt đầu mình lát nữa mình bắt đầu mình bỏ vào mình nướng á, thì mình cũng sẽ ướp ít gia vị vào trong mấy cái này cho nó thấm ha các bạn ha. Đó, mình cắt ra hết xong rồi bắt đầu mình để một bên. Rồi bây giờ chuẩn bị gói á, thì chị phải bỏ, sẽ bỏ tất cả những cái ớt xanh, ớt đỏ và củ hành vào một cái chén, bỏ vào cái tô đi. Cái chén này khó trộn, bỏ cái tô cho nó rộng đi cho mình dễ trộn ha. Rồi chị ướp vào một ít, bỏ hết tất cả các cái vào và ướp vào đây một tí bột nêm ha các bạn, một tí bột nêm gà đó, cho nó thấm cái gia vị ở trong đây ha. Rồi mình trộn lên tất cả mọi thứ cho một ít bột tỏi. Chị làm gì chị cũng hay bỏ bột tỏi vào lắm các bạn, cho nó thơm. Mình cũng ướp giống như cá vậy đó ha, hay là tiêu, để khi mà mình nướng lên á thì trong cái gia vị này á nó cũng đã có cái chất nó thấm vào, nó có gia vị nó thấm vào thì nó sẽ ngon hơn. Rồi trong cái cá đó, cái nước cá nó sẽ ra thì nó sẽ hòa quyện vào mấy cái này với lại cá, nó hòa quyện vào với nhau thì nó sẽ tạo ra cái món ăn của mình nó đậm đà hơn các bạn. Đó, đây là cái cách của mình làm ha, rất là dễ làm, rất là đơn giản các bạn. Rồi xong. Rồi bây giờ bắt đầu mình chuyển qua, mình sẽ gói vào cái tờ giấy bạc nha các bạn. Khi mà cái này mình đã cho nó trộn lên hết như vậy rồi, nên mình chuyển qua mình gói vào tờ giấy bạc nha. Rồi bây giờ đây là cái tờ giấy bạc ha các bạn, mình đã trải sẵn ra đây rồi nha. Rồi bắt đầu bây giờ chị sẽ gói nè. Đó, trước tiên là chị sẽ sắp cá ra ở giữa ha. Chị sắp cá ra. Rồi xong là chị sẽ trải, chị sẽ để mấy cái gia vị nè xung quanh cá đó, để mình gói cái miếng cá này lại ha. Chị để một miếng bơ lên,
để cho khi mà nó nướng nó tan chảy ra nó sẽ thấm vào. Và một tí dầu hào các bạn. Đó. Tí dầu hào lên trên. Lên trên mặt rồi. Và khi cho một tí xíu đường. Tí xíu đường thôi các bạn. Và đây một miếng chanh ha, chị nặng lên. Cá hồi thì thường thường á, là nó sẽ đi với chanh á, cái mùi, cái vị của nó sẽ dịu hơn các bạn. Rồi, bây giờ chị sẽ gói lại. Chị sẽ gói lại ha. Đơn giản hơn các bạn, rất là dễ làm ha. Chị sẽ gói lại. Gói cho nó kín lại, cho nó không có chảy nước ra đó các bạn. Khi mà mình hấp á, nước nó sẽ chảy ra ha. Thì mình gói kín lại như vậy, nước nó sẽ không chảy ra. Đó, tôi sẽ gói lại. Rồi, đó. Bây giờ mình để như vậy, chút xíu mình sẽ bỏ vào cái lò để mình hấp, mình nướng lên nha các bạn. Đó, rồi. Các bạn chờ chút xíu, chị sẽ mở bếp. Trước khi nướng, chị sẽ mở bếp cho nó nóng. Bây giờ chị để như vậy ha, ướp như vậy. Lại gói như vậy để trong vòng khoảng cỡ 15 phút nha. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có nghe không? Nghe tiếng bếp một cái không? Mình mới mở bếp xong rồi đó. Mình mở bếp là 425 độ. Rồi bây giờ nó nóng rồi, bắt đầu mình bỏ miếng cá này vô mình nướng nha các bạn ha. Đó, mình đã nở, mở ra rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cá vào nha. Mình sẽ cho cá vào đây. Mình để cái miếng cá này lên trên cái mâm này các bạn ha. Đó, mình để lên đây nè, mình bỏ vào nước bếp mình nướng. Rồi bây giờ mình chờ mình nướng 30 phút ha các bạn. Các bạn nghe mầm không? Ông xã mình đang sửa nhà trên lầu. Rồi, chờ chút xíu 30 phút sau mình sẽ coi cá như thế nào nha. Bây giờ các bạn coi mình mở ra sau khi mà mình nướng, sau khi mà mình nướng rồi nè các bạn, thì bây giờ nó sẽ ra sao ha các bạn ha. Đây, đó. Vẫn còn bốc khói đây. Đó, các bạn thấy không? Nó môi quá trời. Nó ra nước nè các bạn thấy không? Mấy cái gia vị nó ra nước nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa ha.